trước cho anh nhìn thế này. Và hơn nữa là bên Hàn Quốc thì có những ngành đào tạo về chất bán dẫn, và hiện tại các cái doanh nghiệp điện tử như Samsung, Thái Nguyên này thì họ cũng rất là cần những kỹ sư bán dẫn, và Hàn Quốc hiện đang là một nước là cái ngành này cũng là tuyệt vời. Không chỉ các bạn ở đây mà có thể là sau này các bạn gia đình nhà mình hay là bạn bè mình quan tâm tới du học Hàn Quốc thì có thể đến để học hàng đầu tư, và chúng tôi sẽ rất là sẵn sàng để đón và rất là vinh dự khi ngày hôm nay được đón thầy An ở đây. Chúng ta có thể cho thầy một tràng tay không ạ? Vâng, và bây giờ đến những bạn có câu hỏi muốn khám phá về Hàn Quốc nữa, có thể các bạn nhận thầy là chúng ta có thể nhé. Thank you.
회사도 취직이 되면 직계 관련해서 취직을 하면 잘 할 수 있는데 동료들은 다른 회사로 가고 싶어 하니까 그게 좀 아직은 어려운 것 같아요. 회사에서 내려다 말까? Đợt này không làm câu hỏi trước để cho người khác cho bọn nó hỏi. Biết đâu, nó bảo sang rồi, bảo sang ông kia trả được gì, bảo ông kia chuẩn bị được ông kia. Như lần trước mình phải làm như thế. Ơi, xin hỏi thầy là cái chương trình mà khi mà mình từ cái lúc mình nộp hồ sơ cho đến lúc mình xin thư mời của trường ấy thì thời gian là bao lâu ạ? Vâng, các bạn là cô ấy giảm